quấy đục, cá lớn mới xuất hiện, thực lực càng cao, tôi càng phát hiện điều không đúng, cứ có loại cảm giác bất an, hiểu. Thế lực của Thái Dương thần truyền thừa ngàn năm, nội tình thâm hậu, chắc cao thủ nhiều như mây, nhưng lại không có động tĩnh gì, đúng thế, tại sao, chân tướng chỉ có một, đó chính là hiến tế. Sau này ông sẽ biết. Thầy Sở, cậu biết cũng quá nhiều rồi. Quá khủng khiếp rồi, mẹ ơi, con không muốn ở đây nữa, con muốn về nhà, hu hu. Mau, trở về bấm báo cho Thái Dương thần điện hạ. Thái Dương thần điện, cậu nói, các cậu đụng phải một giáo viên tiếng Anh là võ đồ, hai tên ngốc là võ sư. Một giáo viên thể dục là nửa bước tông sư, một tài xế là tông sư, một giáo viên nữ văn cũng là tông sư. Vâng thưa bệ hạ tôn kính. Chuyện này tôi biết rồi, các cậu trở về nghỉ ngơi trước đi. Hoa Hạ ngoài Trần Chiến Thiên thì không có cường giả nữa, mấy người Allen nhất định là xuất hiện ảo giác. Sư phụ, người gọi con tới là vì chuyện gì? Adon, quý tộc châu Âu, đồ đệ duy nhất của Apollo. Một năm sau, tiên môn mở ra, sư phụ, vậy người. Trước lúc đó, nếu ta không đạt tới tiên thiên thì phải đi hiến tế. Có điều, lần này Allen tới Hoa Hạ, vậy mà khiến ta nhìn thấy kỳ ngộ. Kỳ ngộ gì? Hoa Hạ có một bức tranh, nếu ta có thể có được, rất có thể đột phá tiên thiên, con sắp xếp một chút, chọn thời gian theo ta tới Hoa Hạ. Vâng, sư phụ. Thành phố Cửu Giang, Sơn Trang Tiềm Long, Sở Nghị không hề thay biết về kế hoạch của Apollo, nhưng đối với chuyện một đường nối tiên thiên sẽ dậy sóng ở thủ đô thì trong dự liệu. Thầy Sở, bên phía thủ đô đã náo điên lên rồi. Thầy sao còn điềm tĩnh như thế?